anh chị, cái cốc xài nè, cái phần da của cây xài nè, nó đã bị những cái tảng đá khi mà lúc bão á, nó đã đánh mất đi hết trơn, đá nhiều hơn, rất là nhiều hơn so với khu vực mà mình quay clip trước ở bên khu vực ở bên kia nha. Nó cũng dữ dội luôn, khổng lồ luôn kìa. Trời ơi, cây xài kìa, khủng khiếp luôn, không giáp đâu, nghe không, không giáp luôn, chưa còn trong mặt trong nữa. Nó giảm bớt đi cái lực, cái sức mạnh của ở dài thì những cái tảng đá trôi xuống cũng nhỏ thôi, nhưng mà đặc biệt nè cô chú anh chị, những cái tảng đá trôi xuống đây nè rất là lớn luôn, có một cái hốc lốc rất là to nè, nó trôi xuống nè, coi nằm ở trong tay quá chạy mà luôn. Chính xác là cái bự khổng lồ này nó đã trôi xuống luôn, nó đánh trôi xuống luôn, tại vì cái gốc này là nằm ở trên cái đọt của cây xài vậy. Đó, cục đá hả? Kìa, quá khứ luôn kìa, trời ơi, nó thộn cục đá luôn, trời đá nó lăn xuống, đá nó đụng với nhau á. Nghe sao hay chú? Nghe lớn lắm, nghe rầm rầm giống như tiếng nổ bom không? Ầm ầm ha. Nghe đùng đùng rồi đá nó ba nó đụng với nhau đó. Dạ. Lửa đỏ. Cao Tùng Vlog mến chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại thì Cao Tùng Vlog đang có mặt tại khu vực núi Cấm. Và hành trình lần này thì Cao Tùng Vlog sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn một địa điểm sạt lở khác khá là nghiêm trọng, đó là khu vực núi Cấm trong những ngày diễn ra bão ngày 30 tháng 7 và ngày 31 tháng 7 thì đã có những cái trận lốc xoáy cũng như là những cái trận bão kinh hồn sạt lở rất là nhiều điểm, chẳng hạn như những cái điểm địa điểm mà Cao Tùng Vlog có quay ở khu vực núi Dài á, thì khu vực Thiên Cấm Sơn núi Cấm thì cũng không ngoại lệ nha, cũng diễn ra một cái những rất là nhiều những cái địa điểm sạt lở, nhưng mà đặc biệt thì khu vực sạt lở này thì không biết là hôm nay có may mắn mình đi lên được hay không cô chú anh chị. Tại vì cái điểm sạt lở này thì nằm xa phía trên á, chắc anh em mình phải xé gừng để kiếm cái đường đi lên. Địa điểm này thì mình cũng rất là may mắn khi mà hai anh em mình chạy vòng vòng núi Cấm á, thì có ghé vào uống cà phê thì tình cờ được một chú nông dân ở trên đây nè, ở trên núi chỉ cho mình cái đường đi lên. Không biết là bữa nay có may mắn lên được cái khu vực sạt lở hay không nữa. Nếu mà Cao Tùng Vlog mà có đăng video lên á, thì Cao Tùng Vlog đã tìm ra được nha. Nếu mà không may mắn thì chắc Cao Tùng Vlog cũng sẽ không có đăng lên đâu. Rồi bây giờ mình sẽ tìm đường đi lên nha. Anh em mình sẽ băng rừng vượt suối để tìm ra được cái khu vực sạt lở nha. Cô chú anh chị nào chưa bấm đăng ký kênh cho Cao Tùng Vlog thì nhớ ấn đăng ký kênh, chia sẻ clip để ủng hộ cho Cao Tùng Vlog nha. Rồi bây giờ anh em mình sẽ xuyên ra những cái cánh rừng này để đi qua tìm qua được cái cố gắng tìm được cái khu sạt lở nha. Ở bên núi Dài rồi cũng bữa mưa nhiều quá. Bữa đó lúc nó sạt có nghe tiếng động gì lớn không chú? Nó nghe gì đó, nghe rầm chứ. Lúc đó chú đang trong nhà ngủ ha. Ngủ trong nhà mà nó đã ban đêm. Đêm khoảng mấy giờ chú? Khoảng 8 9 giờ. Dạ. 9 giờ đêm. 9 giờ đêm ha. 30 tháng 7. Ủa con thấy quá trời cái đường sâu rồi. Khoảng 9 giờ nghe nó đá nó lăn xuống, đá nó đụng với nhau á. Nghe sao hay chú? Nghe lớn lắm, nghe rầm rầm. Giống như tiếng nổ bom không? Ầm ầm ha. Nghe đùng đùng rồi đá nó ba nó đụng với nhau đó. Dạ. Lửa đỏ. Trời ơi, lửa đỏ chứ luôn. Bỏ con đi bên núi Dài chú kia nói là đá chạm mà nhái lửa xanh. Ừ. Còn trong đây đó, là trong đó đó đá lớn đó, nó đụng với nhau đó, thấy lửa không? Dạ. Nó đỏ cái đó cũng nhiều khói lắm á.
Dạ đúng rồi, con đi xa lắm. Nó lỡ đất lên nó chạy tới với mấy hồ này luôn, tới với đến dưới này. Dạ, nó chạy từ trên kia trên đỉnh rồi xuống dưới luôn ha. Tới chân còn... này đá nó lăn xuống rồi đi tới đâu thì cây cối nó ngã hết. Cái lúc đó mình nghe cái âm thanh gì rồi mình có thấy sợ không hay biết, chú? Biết mình đây quen, mình biết đá lỡ rồi. Dạ. Là mình ở đây mình đâu sợ gì, mình ở đây là nó xa cái chân. Đúng rồi, dốc bên đây nó cao không? Quá mấy cao. Mấy người mà ở gần chân núi thì sợ nó bị nó lăn rồi có khi nó bị nó cán nhà mình, còn bị gì trên đây không có ai ở gần ở cách. Dạ. Chú ở đây là bao nhiêu năm rồi? Cũng lâu rồi, hồi năm 82 tới giờ. 82, dạ mấy chục năm rồi. Vậy là hồi đó tới giờ chú có chứng kiến cái trận nào mà như cái bữa đó không chú? Có cái năm lúc năm 81, năm đó thì mưa lỡ núi toàn bộ núi cấm này lỡ nhiều lắm, lỡ khoảng độ mấy trăm đường. Lỡ mấy trăm đường hả? Đêm 19 sáng ngày 10 tháng 11 năm 81. Dạ. Năm đó là người cũng nhiều lắm, lỡ chùa ở trên cái bên cạnh bên bển bên Chi Lăng á, lỡ cái chùa cũng hai ba người sư cô vậy đó. Yeah. Thì ở bên ăn cư á, thì lỡ xuống cái chòi nhà người ta giữ rẫy đó, lỡ bị người ta đang ngủ đó rồi cái nó lăn xuống rồi nó cha con ông hết luôn, mà lấy xác đi lấy lâu lắm đi tìm mới lấy được rồi sau này người cha thì lấy phải bỏ lại cái chân, bây giờ đá lớn quá đó rồi nó đè nó ép hai cái chân lại dính đó rồi không có cái cách nào lấy cái được, đội cũng không được nữa bởi vì đó, lúc đó là mưa lớn lắm, lớn lỡ núi lớn gì lắm là nước không à, đội thì đâu có được, nó chạy nó đá nó không có đường chạy, cuối cùng cắt bỏ cái chân ông đó. Dạ. Nguy hiểm đi. Vậy là cái lấy lấy một chân thôi. Cái lần lỡ này là nó nhẹ hơn năm 81. Cái này mưa này cũng mưa này dắt chiều. Dắt chiều dắt khoảng 2 3 giờ chiều là mưa tới tối luôn rồi đó. Mưa nó lớn nó bể cái đập cái hồ này nó toàn nó bể luôn á. Dạ. Để nguyên cái khu từ Châu Lăng Kỳ Tôn này mà nó dần dài qua tới bên bên ăn cư có luôn, rồi qua bên Lung Phi luôn, ngập lộ, ngập nhà, ngập chợ đó. Lần này con thấy cũng may mắn không có ảnh hưởng đến con người. Này thì mưa đông, mưa đợt này thì nó nhỏ, bị đầu mùa này chưa có mưa lớn. Dạ, chủ yếu là mấy cái vườn. Mưa này đang là nó nằm vào cái tháng 9 tháng 10 của âm lịch đó là mấy mưa hỗn. Dạ. Tháng đó toàn bộ đất ở đây nó đã thấm nước hết rồi, là nó ỉ nước rồi. Nó có cái mưa nữa là nó sẽ chảy đi không, nó lỡ, còn bây giờ bởi vì cái đất nó còn khô. Thành ra cái nó mưa đó nó thấm lâu lắm, nó thấm mà rồi nó để nó lỡ được thì nó cũng lâu lắm, mà nước mưa lớn nhiều nó mới lỡ. Yeah. Thì cái tháng đó mới lỡ, còn tháng này mưa này nó không đến đổi nhiều. Yeah. Nó đất nó khô nữa rồi mưa nó thấm. Còn tháng kia thì nó đã thấm nước, đất thấm nước hết rồi, mưa nhiều là nó chảy nhiều. Yeah. Nó chảy rồi nó khoét nó lỡ, thường thường là nó lỡ là do mưa cuối năm nhiều hơn cái mưa đầu năm giữa năm. Lần này thì may mắn bà con chú thiệt hại mấy cái cây trên vườn thôi. Có chứ, tôi cũng thiệt hại nhiều ạ. À. Chú mà đều chú trồng cái gì? Tôi trồng dừa đó, rồi nó ngập lên, mưa nó dâng lên nó xa suối cho hà tôi nè. Dạ. Rồi cũng hết mấy chục cây bị dừa mới trồng đó, nó chưa có bám rễ được cái đất rồi nó mướt, mưa nó dâng lên, nó dâng nước nó ngập lên rồi dừa nó nổi rồi. Cũng trồi hết luôn. Mấy công dừa chú? Không, dừa ít, bị trồng có 50 cây dừa. Bởi vì cặp cái chân hồ này thì nó đất nó ỉ, mình đâu có trồng cây quả được. Dạ. Thì đất nó ỉ đó mình phải trồng dừa. Dạ. Để sau này nó hưởng được cái độ ẩm. Dạ. Nhưng mà trồng thì bị mới trồng, mới có hôm đi hội chợ mua trồng ở đây mới tháng nay thôi, đã chứ chưa có rễ. Thì nó nổi ngập nước lên thì nó nổi lên nó trồi. Sao dạ, thì dạ. Nó khoảng một ngày thì hai ngày sau nó rút về nó không có đổi. Dạ. Còn ở ngoài Châu Lăng, ở ngoài Ti Tôn này thì nó thiệt hại người ta nhiều. Dạ. Thiệt hại là vấn đề hầm của người ta đó, nước nó cao lên khoảng độ 6-7 tấc, gần 1 mét, thành ra cá ta nuôi này nó bị trôi hết. Cá nuôi trôi luôn chú. Rồi mấy người mà đi, mấy người mà người ta thanh niên nó đi theo lộ vậy đó, nó đi theo lỗ, đi trên lỗ nhựa vậy là nó chài trên lỗ á, vì cá nó trôi qua đó người ta nó chài, với ruộng là mình lội ngang từng tổ vậy. Yeah.
là bây giờ lúa lúc đó là chưa có chín rồi anh, nó cũng không đến đổi, nó chỉ ngập rồi chỉ hư hại chút ảnh thôi, nhưng mà cái cá là nó hư hại toàn bộ. Dạ. Bị lúa phải là nó chín đó thì nó sẽ sập, còn lúa kia thì lúa nó còn non nó cứng nó không đến đổi hay gì, nó sau này nước nó rút rồi mình khôi phục lại được. Cá thì ta thiệt hại rất nhiều, gà vịt thì nó trôi rồi tùm lum hết. Dạ. Thì nó trôi thì nó cũng không có đánh đổi, bởi vì nó ngập và cái mưa mà lớn nó chung nước thì có chỗ nó cũng còn khô, còn cây cối ra nó bám vô cái chỗ nó dựa vô đó. Còn như mình nói như đồng nổi á, đồng nước nổi như mùa nước nổi An Giang á, thì nó nổi lên cả toàn bộ, không có chỗ cây nó dựa thì nó chẳng thiệt hại nhiều. Còn ở đây thì mưa chỉ cập theo suối thôi, suối nó chảy không kịp, nó tràn lên trên đất người ta. Dạ, còn cảm ơn chú nhiều nha. Dạ, cảm ơn chú chia sẻ. Chú sức khỏe nha. Dạ. 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 Cảm ơn chú. Dạ. Coi suối nó nước nó chảy. Dạ, 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 dạ. Chào chú. Không biết là cái điểm tiếp theo cầu Tùng Mới Lóc quay trên khu vực núi Cấm này thì có diện tích có rộng hay không nha. Cầu Tùng Mới Lóc sẽ cố gắng xé gần đi lên khu vực này luôn. Đây là vô cái vườn xoài. Ở đây là cái trong khu vực vườn xoài nha. Cô Tùng Mới Lóc sẽ cố gắng, nếu mà may mắn thì lên khu vực gần với chỗ sạt lở. Nếu mà có nhà người dân thì mình sẽ tìm hiểu xem bà con ở trên đây có, khi mà vụ sạt lở xảy ra không biết là như thế nào. Thì mình sẽ tìm một số bà con để hỏi thăm cái khu vực đó. Chỗ này thì hai anh em mình với anh Bố Trong Miền Tây là tự tìm đường đi lên luôn. Tại vì ở mình đi ở dòng khúc dưới á, mình có thấy một cái vết nứt rất là lớn nha. Cái này là khu vực dách sau của Thiên Cấm Sơn. Đi cái đường này thì gai mây rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Đi không khéo là bị dấp vô mấy cái gai nè. Ồ, ghê gớm luôn. Quá trời gai mây luôn. Bây giờ là chỉ xé gần đi vô thôi chứ không biết đường đi ở đâu luôn á. Đi tôi mới lắp đi theo cái đường mòn nè. Bên kia có một cái trại kìa, không biết là có người sinh sống ở đây không. Cái bách sau này thì cũng rất là khó đi. Đây có một cái hồ. Mình vòng qua bên khu vực trại bên đây. Đây mình nghĩ là mấy cái trại của bà con trồng gãy ở trên đây á. Ô, cái chòi này như là bị sập rồi. Chòi này của bà con người ta trồng gãy quá. Nó bị hư rồi. Cái này là mình nghĩ là mấy cái ngày mà giông bão á, nó sẽ sập xuống đây nè. Bị sập chân. Không biết còn bà con nào mà ở đây không, không biết nữa. Thang củi, chụm củi. Như là có bà con ta sống ở trên đây nè. Củi có đinh nữa. Này cái máy này nó sập này, cái mình nghĩ cái bữa bão giông sập luôn cái trời. Khi mình thấy hình như có bằng ông Thiên nữa. Đó anh Cao Tùng. Cái bằng ông Thiên bên kia nữa kìa. Này chắc bà con người ta cũng ở đây nè. Nhưng mà mấy cái bữa trong bão như là nó bị sập á. Cái người ta đi xuống núi rồi. Có một người mộ nữa. Thì là khu vực này có người ở. Nó đỡ làm sập. Thôi mình tiếp tục hành trình nha.
kiếm đường khác mình xé lên nha, xé gừng đi lên luôn cô chú anh chị. Cái này là mình đi vào trong cái khu vực vườn của bà con ở trên đây á, kiếm cái đường mòn đi lên. Ở đây thì thường là bà con sinh sống ở trên đây thì đa phần là trồng cẩy. Ồ, ở đây hình như là có một cái đường đan đi lên. Đúng rồi, ở đây có một cái đường bà con người ta đan đi lên luôn nè. Nhưng mà mấy cái ngày mưa bão thì mình nghĩ là ở đây nó bị xói mòn hết mấy cái phần đan này. Đó. Nè, đường đan nè, như là có cái đường đi lên. Đây là cái con đường mà mình nghĩ là bà con thường đi đường này nè, để lên khu vực núi nè. Trong những ngày mưa bão thì phải nói là cái lượng nước đổ xuống là kinh khủng luôn á. Mấy khu vực đường là dễ bị bể lắm. Lên tới đây thì hết cái đường đan này. Đây có một cái cây sai nó bị chết này. Là phải tiếp tục kiếm đường đi lên thôi. Hiện tại thì khi mà mình đi vào cái khu vực gần chuối này nè, vườn chuối này thì mình không có cái định hướng để mà đi lên khu vực sạt lở, nên là mình sẽ xé gừng đi lên luôn. Ở đây cái này chắc mình có mấy con sóc á, ăn mấy cái chuối nè. Trên đây mình nghĩ là còn sóc nhiều của chú chị, khu vực trên đây nè. Còn mấy con sóc nhiều quá. Nó mấy cái trái chuối này là mấy con sóc nó ăn mà. Trái chuối chín á, mấy con sóc nó ăn. Còn sót lại. Bây giờ mình hai anh em mình sẽ cố gắng trên đây thấy trống trống nè. Mình xé gừng đi lên luôn đi. Xé vườn chuối lên luôn. Bên trên mình cao mình sẽ thấy được cái vị trí chính xác, chứ bây giờ ở đây là mình không có định hướng đi được rồi. Bị bế tắc. Bây giờ là mình có cái cây mình cầm máy bự quá, xé gừng luôn. Ơi coi chừng cái hẳm nha. Đây cầm đây nước xuống. Không biết là cái hẳm hay là cái coi cái hẳm hình như là coi cái vỏ dưới. Một cái đường này đi không được đâu. Cái đọt chuối tuốt ở dưới đây nè, không được. Cái này cái hố, cái đọt chuối là mình nhìn ngang đọt chuối luôn kìa nè, nên là mình không có xé đường này đi được, mình kiếm đường khác mới được. Đi một đoạn thì mình gặp ở chỗ này cũng có một chỗ nó bị lở xuống nè, cái phần đá nó bị trôi xuống phía dưới luôn kìa. Đây là trong cái khu vực vườn sòi nha, hai anh em mình đang xé gừng để đi qua khu vực sạt lở đó. Ôi, đá nó muốn lỡ, cục đá này nó rớt xuống nè. Rồi đá này rồi, trên cái đầu này quá cao luôn, mình không biết sao mà mình đi lên được luôn nè. Chưa nữa vẫn đi kiếm đường nè. Trên đây có một cái trại của người dân nè, không biết là có bà con sinh sống ở trên đây không.
mình vẫn chưa có qua được cái khu vực sạt lở luôn á, vẫn chưa có thấy. Đây là có một người sồi còn ta đang phá nè, chống lỏng à. Dạ. Bên kia có cái chạy kìa, em kiếm đường đi qua. Đây, mình đi qua bên đây luôn. Mong là mình sẽ tìm thấy được bà con sống ở trên đây á, để biết chính xác đi cái vị trí mà sạt lở. Bây giờ mình kiếm đường mình đi qua được cái trại này nè. Đây là trại của bà con bằng gãy trên đây nè. Trại này mình nghĩ là chắc bà con người ta bỏ lâu rồi, tại vì mình thấy không có mấy cái bếp bếp nấu đồ ăn. Biết sao bà con người ta cũng dự trữ nước nè. Mình sẽ kiếm đường mình đi qua khu vực bên kia mới được. Giờ là mình bị lạc đường luôn rồi. Mình đi sớm giờ là gần cả tiếng đồng hồ đó mà mình vẫn chưa có đi tới đâu được luôn. Phải nói khu vực Hiên Cấm Sơn là một cái địa điểm mà dắt sao thì rất là khó đi, tại vì không có đường mòn mà có thể đi lên hết được cái khu vực phía sau. Bây giờ là ở đây có một cái đường mòn, cái đường mà con người ta chắc đá lên, không biết là phải cái đường chính đi qua bên kia không nữa. Giờ mình sẽ cố gắng nha. Này có mấy cái hộp gì không biết, không ăn cầu. Hướng này là mình nhìn qua lên được là chỗ khu vực đỉnh của núi Cấm nè. Đó. Bên đây là núi Dài. Ồ, đây có một cái bình nước bà con người ta để cho để uống nước nè. Mong là sẽ tìm được một người dân ở trên đây để mình sẽ định hướng được cái vị trí đi lên nha. Nó ta để nước cho uống rồi cô chú chị. Hình như là có một chú đang hình như là về ăn cơm hay gì á, có cái nón gà máng đây nè, mát quá luôn. Ở đây có một cái cây gì, cái me. Cái ly để chữ cái ly mọi gì. Để cái bình hả? Ừ, cái này chắc cái ly quá. Để cái bình với cái ly hả? Lạ lạ ta. Sao để lại để cái bình. Rồi. Bây giờ thì cao thông Mỹ Lóc cuối cùng cũng đã tìm ra được cái nơi mà xảy ra vụ sạt lở ở trên khu vực núi Cấm. Phải không? Chính xác luôn hả? Trời ơi, dữ thằng luôn nè. Trời ơi, quá khứ luôn rồi nè. Còn là đá lớn không? Hết hồn luôn trời. Khủng khiếp luôn. Nếu mà cái trận sập này là lớp đá này mà nó đổ xuống là trời ơi kinh khủng luôn kìa. Kinh khủng lắm. Cái này là không giống như cái lớp khác ở bên Lê Trì mình quay đâu. Ở này hình như là mình thấy là đá nhiều hơn, rất là nhiều hơn so với khu vực mà mình quay clip trước ở bên nó quét đi toàn bộ cái khu vực ở bên kia nha. Trơn luôn
nó cũng dữ dội luôn, quá khứ luôn. Rồi rồi coi nè, đây nè. Phải nói là một cái hành trình rất là gian nan của hai anh em, là để đi là xuyên gần xuyên những cái gãy của bà con á. Nãy giờ là mình đi, hai anh em đi là cả tiếng đồng hồ luôn cô chú chị. Nãy giờ là mình cắt rất là nhiều thời gian luôn đó. Ở dưới đó như còn xịn phải không? Cát hả? Cát hơi lúng á. Nếu mình đi không khéo là lúng á. Quá trời luôn. Đây nè. Mình nghĩ là mấy cái bữa mà sạt lở là mình nghĩ là dữ dằn luôn á. Cái này là không biết là bề cao đá với cát lắp lên bao cao nha. Như mình thấy được cái đọt xài nè. Nó đó, mấy cái gốc xài nè. Mấy gốc xài là kiểu như là gần lên tới cái đọt luôn nè. Dấu giò hả? Ồ, cái dấu này hình như là mấy cái bữa mà sạt lở mới diễn ra nè, nên là có những dấu chân sâu như vậy nè. Đất nó chưa khô cô chú anh chị. Ồ, nó chào bên kia kìa, quá khứ luôn rồi kìa. Nó kiểu như là mấy cái vườn sầu này là kiểu như là mấy cái vườn sầu là kiểu như hư hết luôn của chú anh chị. Nó phần phía bên đây nữa nè. Ồ, mình cảm giác là mình đi còn rất là lúng nha cô chú anh chị nè. Đó, mình đi nè, còn lúng rất là lúng nhiều nha. Đó, đây nè, cái chân mình đi là còn lúng rất là nhiều nha cô chú anh chị. Đây, đây là một cái nhánh qua nha. Chút xíu mình sẽ đi qua cái hướng mà chính mà tuôn xuống luôn. Trời ơi, nó còn tuôn xuống tuốt dưới đây nữa nè. Nó đây nè, còn tuôn xuống tuốt dưới đây luôn nè. Trời ơi, dữ dằn luôn. Cái này là tuôn xuống ở dưới gần dưới nhà dân luôn nha. Đó, quá khứ luôn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên cái nhánh chính tuôn xuống phía dưới luôn. Cuối cùng thì hai anh em mình cũng tìm ra được cái nơi sạt lở ở khu vực núi Cấm. Đây nè. Ở đây là nước mới có gáo gáo à. Đó cô chú anh chị ơi. Đây nè, tuốt ở dưới chỗ khu vực anh bước chân miền Tây đi xuống luôn đó. Vẫn còn cái lượng nước nè. Ở đây nó còn ướt nhẹp luôn. Đây nè. Rồi bên đây nó tuôn xuống quá trời luôn nè. Ê, bên đây dữ dằn luôn nè. Đó. Quá khứ luôn rồi. Đây, ở đây cái phần nước vẫn chưa có khô nè. Nè, nguyên một cái con đường nó đi xuống nè. Nó tuôn xuống đây nè. Trôi đi những cái phần đất đá này hết luôn rồi. Phải nói là cái khu vực Thiên Cấm Sơn là một cái ngọn núi rất là lớn, lớn nhất ở khu vực bảy núi luôn. Nên mà nếu mà có một sạt lở xuống thì rất là nghiêm trọng. Nó dưới đây nè, còn tuôn dưới đây rất là nhiều luôn nè. Nguyên một đường dài xuống đây luôn. Nó xuống tới khu vực anh bước chân miền Tây đứng dưới phía dưới luôn. Kìa, bước chân miền Tây phát hiện được cái gì kìa. Gì hả? Trời ơi, chỗ này lỡ chân luôn vậy đó hả? Trời ơi, quá trời luôn rồi nè. Rồi bên kia kìa. Đây là nó cuốn xuống hết trơn dưới đó luôn á. Chỗ này là cát nhiều. Đây, ở đây thì cũng có một cái khu vực lở xuống nè. Cô chú anh chị. Lở xuống tốt phía dưới luôn nè. Trong những ngày mưa diễn ra thì mưa bão diễn ra thì phải nói là rất là nhiều điểm sạt lở. Không chỉ khu vực núi Dài mà đặc biệt là khu vực núi Cấm nha. Bây giờ cô Tùng Mỹ Lóc sẽ cố gắng đi dài lên khu vực phía trên luôn để tìm hiểu xem cái nguyên nhân mà xảy ra cái vụ sạt lở ở khu vực này nha.
mà mình thấy thì ở đây thì cái lượng đá nhiều hơn so với khu vực mình quay clip trước. Cái địa chất ở đây nó khác hơn so với khu vực kia nha. Chỉ thấy được con người và cảnh. Tùng đi xa lên. Đi thẳng lên trên luôn đi. Trang sạt lở này cũng rất là lớn luôn chú chị. Cái bề chu vi mà con Tùng Mới Lóc nhìn thấy sạt lở ở khu vực này đó là bề ngang khoảng tầm mười mấy mét. Đây nè, khi mà nhìn lại thì mình nhìn thấy cái diện tích rất là lớn luôn á. Nó những cái cây xài, cái tán xài chỉ nhỏ bé so với khu vực này thôi. Phải nói là thiên tai xảy ra thì ảnh hưởng rất là lớn tới những cái địa chất ở cái khu vực đó. Ở đây có một cái điểm đặc biệt mà con Tùng Mới Lóc muốn giới thiệu cho cô chú anh chị. Đó là những cái tảng đá rất là to. Phải nói là khác biệt hoàn toàn so với khu vực núi Dài. Ở núi Dài thì những cái tảng đá trôi xuống cũng nhỏ thôi. Nhưng mà đặc biệt nè, cô chú anh chị. Những cái tảng đá trôi xuống đây nè, rất là lớn luôn. Đây, nó. Cô chú anh chị suy nghĩ đi. Cái lượng nước mà đổ xuống mà đá như thế này mà trôi xuống luôn nè. Thì phải nói là kinh khủng. Hai cái phần đá nó trôi qua đây là kinh khủng luôn. Quá khứ luôn rồi nè. Nó. Đá rất là to luôn. Phải nói là một phần đá rất là lớn nha. Điểm khác biệt so với những cái địa điểm ở núi Dài. Ở bên đây có một cây nè. Ở đây nước vẫn còn chảy xuống nha. Đó, nước vẫn còn chảy xuống. Lượng nước vẫn còn chảy nha. Ở đây có một cái gốc cây nè. Hình như là một cái gốc cây dừa bự lắm luôn cô chú anh chị. Chính xác là gốc cây dừa nha. Cây dừa hay là cây hốc lốt gì á. Quá bự luôn rồi. Nó. Ở đây thì mình không thể không biết là có duyên để gặp cô chú ở trên núi Cấm này không, đặc biệt là để mình tìm hiểu cho cô chú chị xem, nên là hai anh em cố gắng là đi xé rừng để đi lên khu vực này luôn. Quá khứ luôn rồi, trời ơi hết hồn cái cây to luôn rồi, quá trời bự luôn, những viên đá mà nó trời xuống kìa, đây nè, quá trời to luôn. Quá trời to luôn, cái này là sạt lở là không có thua gì khu vực biển. Không có thua gì cái khu vực bên núi Dài bên kia đâu. Cái này là to lắm luôn á, bự lắm luôn nè. Bề ngang là khoảng tầm cả chục mét, mười mấy mét á. Trời ơi. Quá khứ luôn. Đây này cô chú chị. Ở đây có những cái tảng đá mình chỉ nhìn hốc lốt. Đúng rồi. Nè, này có một cái tảng đá rất là to luôn nè mà. Trôi xuống nè. Này, bên này có những cái phần cây. Cái gốc cây này cũng bự dữ lắm nhưng mà trôi xuống nè. Quá khứ luôn rồi. Hết hồn luôn, mấy cây bự như vậy mà từ ở trên đỉnh mà nó trôi xuống là dữ dằn luôn á. Khủng khiếp luôn. Có nhiều cục đá là bằng cái nhà luôn á. Bự dữ lắm luôn. Thôi mình đi cố gắng đi dài lên phía trên luôn rồi, để tìm ra cái nguyên nhân sạt lở khu vực này. Nó cây xài rồi. Ơi mấy cây xài này bự hơn ở bên khu vực bên kia luôn á. Bự
hơn bên núi to dài lắm luôn, đúng rồi, bự hơn núi dài luôn á. Thấp nhất thì cũng khoảng ba mấy bốn chục năm á. Mấy cây này to quá to luôn nè. Đi lên lên lên. Đi, dạ anh cho luôn. Đứng đi vào khu vực này thì mình anh thấy là phải nói là rất là lớn luôn. Khi mà mình nhìn quá trời bự luôn rồi. Nãy giờ mình đi cũng dài lắm mà mình vẫn chưa hết được khu vực này luôn á. Ôi cái cục đá này quá trời to luôn nè. Bước trong tay đó, quá trời bự luôn nè. Cao hơn cái đầu của anh bước trong tay luôn. Mấy gốc cây kìa, nó trâu dạt luôn bên đó luôn kìa, quá khứ luôn à. Đó, chúng ta thấy sự càn quét. Kinh khủng không? Bảo. Cái này mà mấy cái bữa mà bão á, mình nghĩ là cái lượng nước mà đổ xuống đây chắc khủng khiếp luôn á. Cũng may mắn là nó chỉ tới đó thì nó dừng lại. Nếu như mà cái lượng đất đá này mà nó tuôn xuống dưới đất liền thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đó cũng là một điều rất là may mắn ha. May mắn cho bà con ở sống ở khu vực này. Rồi bây giờ mình sẽ cố gắng đi lên trên đó nha. Đây có mấy cái chỗ đá là mấy cái bự nè. Mấy cái đá bự. Trời ơi. Ở đây có một cái cây to lắm nè mà bị chôn dưới sình luôn rồi nè. Bành cái nó luôn nè. Dùi lắp luôn nè. Trời ơi, trên đó kìa, nguyên một cái đống cây mà nó trôi. Nhờ có cái cây xài nó cản lại kìa. Ở đây mình nghĩ là cái khu rừng xài này cũng tốt phụ lắm á. Bự lắm luôn á. Gốc xài này là khoảng 4-50 năm là cái chắc luôn á. Tại quá trời to luôn rồi nè. Lỡ thử mấy gan Tùng. To lắm luôn á. Để mình qua mình ôm thử nha. Ôm thử đi. Cái gốc bên kia cũng vậy nữa kìa. Chung là cây nào cũng vậy hết. Bự lắm, ông không giáp luôn á. Đó. Ông đâu có giáp đâu. Thấy không? Không giáp luôn. Chưa còn trong mặt trong nữa. Cái cây xài này nè, bởi vì mấy cái đá đồ đó nó cản. Nó giảm bớt đi cái lực, cái sức mạnh xuống. Gì đâu mà quá trời đá nó vô bên đây luôn nè. Kiểu dằn luôn. Nè nè cô chú chị. Cái phần đất đá nó dồn lên phía bên đây nữa nè. Rất là may là ở đây là nhờ có cái gốc xài bự này nè mà những cái phần đá này nó còn cản lại được nè. Nó rất là may luôn á. Trời ơi, ở đây có những cái gốc tre nè. Bành cái nó như vậy mà bị trôi đi hết trơn luôn. Chú anh chị tưởng tượng đi là cái sức càng quét nó như thế nào. Quá khứ luôn à. Rồi. Ở đây có một cái cây vuông bự lắm nè, bị cả cho xuống đây nè. Mình nghĩ là nếu mà có bà con ở trên đây thì mình nghĩ là khi mà xảy ra cái vụ mà sạt lở này á, thì phải nói là cái tiếng động rất là kinh khủng luôn á. Cái tiếng mà đá lăn nổ á, rất là dữ dội luôn. Ở bên kia cũng nhờ được một cái cây xài kìa. Hai cây xài như chắn lại một phần nào đó những cái đá của chú anh chị. Bây giờ mình cố gắng mình đi lên đây. Này quay đi, đi chèo lên. Quay chân luôn hả? Quay luôn đi. Ở đây là còn nước chảy xuống nha. Nước còn chảy xuống rất là nhiều nè. Nhưng mà rất là cao lắm. Mình cố gắng mình chèo luôn á. Cây lớn nó khoảng 6 mét à. Ôi, chục mét à. Gì? Không, đến cái độ dốc đá trên kia cỡ 6 mét, còn lên cái gốc xài trên kia nó là khoảng chục mét. Rồi leo lên đi. Đó, thấy lên cầu Tùng rất là nhỏ bé với một cái dốc đá đất, bây giờ đất mà. Nè cô chú anh chị ơi. Đó. Khi mà mình lên trên khu vực này mình nhìn xuống kìa,
cái phần đá mà nó bị xói mòn kìa, cái lỗ khủng khiếp luôn nè, quá khứ luôn nè cô chú anh chị. Rồi rồi mất tiêu đất đá chơi luôn nè, quá bự luôn rồi, nói là sự xói mòn rất là khủng khiếp luôn. Cái này mà nếu mà trực tiếp mà mình nhìn thấy cái cảnh trên mạng của một con người rồi, rồi. Hết hồn luôn kìa. Với cái khối lượng như thế này thì chỉ dùng hai từ đó là chung dù. Cái này mà mấy cái bữa mà bão mà mình, nếu mà mình có ở trên khu vực này chỉ thôi, rồi mình không có đứng dám đứng ở đây quay đâu, kinh khủng không, hết hồn chi địa luôn. Tới đây hồi nãy là cái chân cây còn đi dưới cái hẩm kia đó, còn giữ tượng đá hơn ở đây nữa, hết hồn luôn. Cái gì, cục đá hả, kìa kìa kìa, quá khứ luôn rồi kìa, trời ơi, cây chân ngã gãy ngang luôn kìa, hết hồn cục đá luôn trời, nó lăn xuống tới đây rồi, nó nằm đây luôn rồi, quá khứ cục đá luôn rồi trời. Không biết là nằm đây sẵn hay là kinh nó khủng trên đỉnh nó lăn xuống tới đây dừng lại. Để mình lên trên mình tìm hiểu coi, không biết là cục đá nó nằm ở đây, nghĩ nằm ở đây hay là ở trên lăn xuống không biết nữa. Cái trăm tấn quá. Trời ơi dữ thằng đó trời. Đúng không? Quá khứ luôn rồi, đá này bự dữ lắm luôn. Đá này nặng lắm luôn. Thôi mà không được, Tùng đi mé lên đây đi. Đi bên kia đi. Thấy cái sự lớn của cái độ lớn của cái cục đá này, chứ đứng ở dưới đây nguy hiểm lắm. Thôi đi bên kia đi. Đi đường bên đây nè. Quá khứ luôn rồi. Cây ngã mấy cây xài to to ngã hết trơn luôn kìa. Ở cái cây húng lốt chà bá luôn kìa. Ôi, ừ. Cái hút lốt mạnh kia luôn kìa. Cái cứng luôn rồi. Lội lên. Thôi đi bên đây đi, đi bên đường bên kia đi. Đi bên đây nè, mép bên đây nè. Đừng có đi xuống trực tiếp cục đá, nguy hiểm lắm. Ôi, quá khứ bự luôn rồi. Hết hồn luôn. Cả trăm tấn quá. Cục đá này cả trăm tấn chứ không phải nhỏ đâu, quá trời bự luôn rồi. Biết cách ước lượng được cái khối đá này thì mình lượng cho cái chân tay biết nha, mình chỉ ước lượng thôi. Trời ơi, bự dữ lắm, bự luôn á, quá khứ luôn rồi, quá to rồi, hết hồn luôn. Đá để mình xem cái cây ở trên kia, đổ ngang luôn, đó, rồi đứng sát cho cục đá, giờ đặt tay vào anh, chạm cho một tay vào cái khối đá khổng lồ coi, quá bự, bự dữ lắm luôn á. Quá khứ bự luôn rồi. Rồi rồi, quá khứ luôn rồi. Coi kìa, cái chiều cao mà cái tảng đá khổng lồ này so với bức tranh miền Tây kể như là rất là nhỏ bé luôn á. Rồi. Đó, bức tranh miền Tây là lên nửa cục luôn mà coi kìa. Trời ơi, quá khứ luôn rồi. Trời ơi. Anh cái bức tranh miền Tây là kể như là chỉ rất là nhỏ so với cái tảng đá. Quá bự luôn rồi. Khủng khiếp luôn. Nói nè. Cái cây này chốc bay tới đây luôn. Đá còn lại. Gãy chân luôn hả? Nè. Mình đi lên nè. Trời ơi nguyên cây xài luôn hả? Trời ơi khổng lồ luôn kìa. Tao tạo với cây xài. Cái da cái vỏ của cái thân cây nó chốc lên hết luôn. Trời ơi khủng khiếp luôn. Quá khứ luôn rồi nè. Này ở đây có một cây hút lốc rất là to nè, nó trâu xuống nè. Coi nó bước trong tay, quá trời nó bự luôn nè. Dạ giống như hình cái cầu á anh Tùng. Đúng rồi, quá khứ luôn nè. Trời trời. Không biết làm sao mà nó trôi xuống được tới khu vực này không biết nữa. Dữ dằn luôn. Thì mấy cây gốc xài 50 năm mà nó còn liếp luôn rồi. Liếp tới ngọn luôn. Quá khứ luôn rồi. Theo mình nghĩ đây là đá nó quánh xuống, gãy cây. Hết rồi. Bên kia là... Lượng đất ở đây ít hơn bên núi dài. Đúng rồi. Nếu mà đất nhiều nó sẽ chôn vùi nha. Đất nhiều sẽ chôn vùi nhưng mà ở đây ít đất, chỉ có cát với đá thôi, thì đá với cát nó sẽ đánh xuống thôi, có làm cho mấy cái lớp cây này chốc hết nè. Mấy cái già mấy cây sồi kìa, cỡ như là ở trên nó quánh qua gắt hết trơn luôn, chốc vỏ luôn kìa. Bên đó là tàn lan những cái cây mà trôi xuống luôn kìa, quá khủng khiếp luôn. Nhiều hơn đá thì đá cũng to lắm, nhưng mà ở đây đá nhỏ đá rất là nhiều. Thì bên đây mình sẽ qua bên khu vực cái gốc cây bên đây luôn. Đây này cô chú anh chị, chính xác là cái cây sợi, cái cây khổng lồ này là bị trôi xuống rồi cô chú anh chị, bị xô xuống. Tại vì nè, cái gốc đã bị đứt ngang rồi, chính xác là cái bự khổng lồ này nó đã trôi xuống luôn. Đó, nó đánh trôi xuống luôn.
tại vì cái gốc này là nằm ở trên cái đọt của cây xài nó. Tại vì cái gốc cây này nè, nó đã nằm lên trên cái đọt của cây xài luôn rồi. Cây gáo khổng lồ. Trời ơi, cái cây gáo. Cây này là cây gáo khổng lồ nè. Nó, cây gáo khổng lồ này 4 5 nhánh luôn. Nhưng mà đặc biệt lại trôi xuống tới đây được luôn. Không biết là vị trí của cái cây gáo này là nằm ở đâu nha. Cái gốc nó nằm trên cái đọt của cây sồi luôn á. Cái đúng rồi. Cái cây gáo này nó nằm trên đọt của cây sồi luôn. Trời ơi. Nè, cái cây gáo bự này nè. Nó nằm trên đọt của cây sồi luôn. Tức là cây gáo này nó ở phía trên nó trôi xuống á. Đâu cây gáo đâu? Thì nè, cây gáo nè. Cây sồi mà. Cây gáo. Vậy là ở đây là sồi với gáo luôn hả? Đúng rồi, cái cây này là cây gáo nè. Cây phía trên phải không? Đúng rồi, cái cây mà nằm ngang này nè. Nằm ở trên phải không hay nằm dưới? Cái đó thì chỉ có một cây thôi. Nó 4 nhánh. 4 nhánh. Ủa cái cây là cây gáo phải cái sồi. Đúng rồi, cây gáo 4 nhánh. Sao nhận diện hay vậy? Nhìn tốn cây nãy giờ. Tại vì mình cũng có trồng mấy cây này cô chú anh chị. Ủa vậy là cây này là cây gáo hả? Đúng rồi, cây gáo. Còn cây gáo mà 4 nhánh vậy là cây gáo này nó khổng lồ rồi. Kìa, cái qua anh coi qua cái gốc kìa. Rồi coi cây gốc ở dưới coi. Khổng lồ luôn. Tưởng cây sồi không à? Cây gáo. Nhìn giống cái sồi quá. Nó cái gốc nằm trên cái đọt sồi luôn rồi đó. Bốn nguyên cái gốc bự luôn nè. Đó, thấy không? Nằm trên cái đọt sồi luôn. Khủng khiếp chưa? Trời ơi, cây gáo bự như vậy mà nó sâu xuống tới đây luôn. Ồ, nó quánh bên kia, nó quánh rồi ngã qua luôn rồi chặn lại. Hết hồn chi luôn. Vậy nó nghệ sức tàn phá khủng khiếp không? Đây nè, còn ở trên đỉnh xa lắm cô chú anh chị. Đó. Cái con đường đi lên là kiểu như là tàn lan những cái cây mà bị ngã đổ, bị trôi xuống đây nè. Trôi xuống đây không phải là cây nhỏ nha, mà toàn là những cái cây khổng lồ không mà. Cái bự quá bự luôn. Nó sức tàn phá của thiên nhiên khủng khiếp. Khu vực núi Cấm nha, ở đây là khu vực núi Cấm. Này nè, phía giữa này có những cái tảng đá phải nói là khổng lồ mà vẫn trôi xuống dưới đây nè. Hết hồn luôn. Trời ơi, khủng khiếp luôn. Cái này giờ chỉ là cái khu vực sạt lở ở bên núi Cấm này là lớn hơn khu vực sạt lở bên núi Dài rất là nhiều luôn. Có thể là thậm chí là có thể là gấp đôi luôn á. Dài, cái độ dài. Cái độ dài á. Núi Cấm nó cao á. Độ dài nãy giờ mình đi cô chú xem. Nãy giờ thấy rất là lâu mà mình vẫn chưa lên tới đỉnh á. Mà khu vực núi Cấm thì mình thấy là cái địa chất ở đây là nước đá nhiều nha. Còn núi Dài thì mình thấy là cát với đất nhiều hơn. Tôi nghĩ là lớp đất đỏ sẽ xuất hiện ở trên đỉnh. Tại vì trên đỉnh đó là ít đá. Nên nó rất là dễ bị sụp xuống. Bị sụp xuống đúng không? Lượng mưa lâu ngày nó úng. Nó làm cho cái lớp đất đỏ đó mềm đi. Rồi nó bứng, nó sụp xuống. Một khi nó sụp xuống thì chúng ta tưởng tượng đi. Một cái quả đồi nhỏ sụp xuống thì nó kéo theo lớp đất đá phía dưới rất là nhiều. Bên kia còn một cái cây xài nó bị ngã mà nó còn xanh kìa. Giống như nó ngã ngang. Ta sẽ tìm câu trả lời bằng cách là đi thẳng lên trên đỉnh. Quá khứ luôn. Bây giờ hai anh em là cố gắng là bằng mọi giá là phải leo được lên tới cái khu vực phía trên để quay cho cô chú anh chị xem luôn. Cô chú anh chị nhớ đón xem hết clip của Cao Tùng Vlog cũng như là Bức Tranh Miền Tây nha. Ủng hộ cho hai anh em để có những cái động lực làm những cái video về núi nhiều hơn. Anh em mình đi là phải nói là từ ở dưới đỉnh dưới chân núi mà đi lên đây là rất là mệt cô chú chị, còn phải đi lên trên khu vực bên trên đây nữa để quay cho cô chú chị xem. Đó là một hành trình rất là gian nan. Đây lâu lâu thì mình quay lại phía dưới để cho cô chú bác cảm nhận được cái sự khó khăn của anh em. Con xa lắm hả? Rồi ở cái này như vậy là. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi lên khu vực phía trên nữa nha. Càng lên trên cao này thì Cao Tùng Vlog thấy là cái lượng đá nha, ít lại nha. Kèm đó là những cái lượng đất á, nhiều lên nha. Mình nghĩ là những cái phần đá nó đã trôi xuống khu vực phía chân hết rồi. Còn ở trên đây là còn những cái phần đất thôi. Đây nè. Đó.
sớm là mình đi lên đây là mình không ngờ lại là mình nghĩ là cái đường sạt lở không có lớn, nhưng thực sự khi mà lên trên khu vực phía trên này thì phải nói là cái cảnh tượng hải hùng. Đây là cô chú anh chị, cái cốc xài nè, cái phần da của cây xài nè, nó đã bị những cái tảng đá khi mà lúc bão á, nó đã đánh mất đi hết trơn cái phần da luôn nè. Rồi phải nói là cái thiên tai khi mà xảy ra rồi là ảnh hưởng rất là lớn đến cảnh quan môi trường, cũng như là những cái cây mà nằm ở phía dưới phía suối nè, núi nào cũng như là banh chành da chứ luôn. Thấy bự kinh khủng không? Xài lại từ 50 năm trở lên. Gì á? Trời ơi, cô chừng cẩn thận nha. Rồi bên trong người ta đi cô chừng kìa, mới gớt cục đá luôn chú chị. Ê, cục đá sao đừng gớt nữa đó. Nó cứ đừng nè. Né chết càng bên. Trời ơi, đi cẩn thận á. Chú anh chị phải nói là đi lên đây là rất là gian nan nha. Chứ không cẩn thận là những cái tảng đá sẽ gớt xuống á. Thôi bây giờ mình đi xe dài lên khu vực trên nè. Ồ, chỗ đây là phía sâu nó luôn. Ồ, bên đó có một cái tảng đá nó treo leo kìa. Đứng ở đây lên là rất là nguy hiểm nha. Nó còn dính cái phần, dính cái phần đất ở phía dưới một xíu xíu à. Không biết sao mà mình trèo lên nè, không biết đi hướng nào luôn. Ở đây thì có một cái cây nó nằm chính giữa cái khu vực sạt lở luôn nè. Điều đặc biệt đó là cái cây này có những cái tảng đá mà nó quýnh xuống giống như là những cái cây cừ mà bà con người ta làm nhà đó cô chú anh chị. Cô chú anh chị hay thử tưởng tượng đi. Nó đánh xuống mà chọi cái phần ở phía trên luôn nè. Nó chọi lỗi luôn nè. Biết bao nhiêu cục đá mà nó đánh xuống đây. Kinh khủng luôn. Cái này là cái phần mình nghĩ là đất nó nước á, đất nó sụp, nước nó xối xuống á. Không, là mình theo mình nghĩ thì ở đây có một cái cục đá. Và ở phía trên nó sụp xuống đi thì nước nó trôi xuống. Nó còn lại đất không à? Cái phần đá nó trôi đó. Đi đúng không? Đúng rồi, cái cục đá nó lăn dưới rồi. Nó thọn phía sau. Rồi còn lại phần đất không à? Nó nãy giờ chúng ta thấy cái đường này dốc nè, quá khứ luôn rồi, biết chồng đây ơi. Không biết là hai anh em đi lên bằng cách nào luôn nè. Coi nè cô chú anh chị. Khủng khiếp không, nó cao không? Quá cao rồi, đi nổ anh Tùng. Thì bây giờ cố gắng đi lên tới đâu hay tới đó. Nãy giờ đi là biết bao xa mà không có tới đâu hết trơn luôn. Đó, nè. Anh bước chân miền Tây đi trước nè. Trời ơi, nhìn cái dốc của cô chú anh chị. Anh bước chân miền Tây là nhìn rất là nhỏ. Rất là nhỏ bé luôn so với cái khu vực lở nè. Cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh rồi bình luận góp ý cho hai anh em nha. Để có động lực làm những video mới về những cái hành trình khám phá khu mấy cái khu sạt lở trên khu vực núi Cấm cũng như núi Dài nha. Quá trời luôn rồi. Bây giờ mình sẽ cố gắng đi lên. Mấy cái đường ở bên khu vực núi Dài mà sạt lở luôn anh chị. Mình đi một chút xíu là đã hết rồi. Còn mà đặc biệt ở khu vực núi Cấm á, mình đi nãy giờ là biết bao xa rồi mà không có tới đâu là đâu luôn á. Trời ơi, nhìn kìa, anh bước chân miền Tây rất là nhỏ bé so với cái chỗ sạt lở luôn á. Ơi cẩn thận nghe, chừng đá gớt xuống nha. Sao đi lên nè. Trời nắng nè. Thì nãy giờ là còn có chút xíu nước nè. Hai anh em đi không có dự định là đi cái đường lại nghĩ là xa như vậy và lớn như vậy. Nên là chỉ đem có heo có hai chai nước thôi. Mà giờ uống còn có chút xíu xíu nè. Không biết là hai anh em có thể trụ nổi lên trên khu vực đỉnh hay không nữa. Ở đây có một cái tảng đá rất là lớn luôn cô chú chị.
là nó đã trôi đi hết những cái phần cát luôn rồi, còn lại là chỉ trơ trọi một cái tảng đá khổng lồ đây thôi. Mình nghĩ là tảng đá này có chân nha, nên nó bám lại đây nó không có trôi đi. Còn cặp bên hông này là những cái tảng đá cũng rất là nguy hiểm nè, nó nằm treo leo dính một phần đất phía bên hông thôi. Khi mà lũ quét quét qua khu vực này thì phải nói là những cái con đường nó đi là kiểu như là banh chành hết. Đây, mình sẽ đi lên trên. Lên luôn. Tới luôn rồi. Quá trời ơi, cục đá này nguy hiểm lắm. Trời không mấy cây đó kìa. Mấy cây xài kìa. Treo leo kìa. Không biết là trâu xuống hay gì á. Cái gốc xoài nó đang cắm xuống. Thôi đi lên, đi lên, đi nhanh lên, đi nhanh lên, đi nhanh lên. Né qua đi. Nguy hiểm nha. Đó. Anh em mình gắng cố gắng leo tới khu vực đỉnh luôn à. Nó gãy ngang luôn ha, cái chân còn kìa. Nó gãy nó cúp ngang hết trơn luôn. Tới chưa? Tới rồi. Tới đỉnh hả? Ừ. Đi lên. Đó, tới nữa là... Trời ơi. Sao à? Một hồi mấy tiếng hộ anh em lội lên đây. Cũng gần đến khu vực đỉnh rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên trên luôn. Ồ, phần này là gần như là nó trôi không còn cái gì chứ. Quá trời đứng luôn à. Quá nguy hiểm. Khi mà con tàu máy lóc lội lên đó cô chú chị, có những lúc mà cái máy quay nó bị khung lắc á, mong cô chú anh chị và các bạn thông cảm nha. Cố gắng nha. Thì hết cái khu vực này đây tiếp cận được cái khu vực chinh địch. Ở phía dưới là chỗ anh bước chân mình tay lên. Trời ơi. Nó sâu kinh khủng luôn. Đó, nó khuyết xuống nè. Hết hồn luôn. Nhìn cái bức tranh bên tay là rất nhỏ bé dưới cái khu vực sạt lở luôn. Quá khứ rồi, này nó khuyết xuống đâu mười mấy mét gì đâu. Chỗ nào cũng vậy hết trơn. Chỗ có chục mét luôn á. Có chỗ 4-5 mét, có chỗ cho chục mét á. Quá tài luôn á. Còn một đoạn nữa nè, mới tới khu vực trên đỉnh nè. Giờ này là đúng 12:29 ngày 13 tháng 7. Như vậy là bữa nay là chủ nhật luôn. Như vậy là đã 13 ngày đã trôi qua cái khu sạt lở này. Thì coi tụi mình lóc đã khám phá được cũng gần tới đỉnh rồi. Ở đây lên tới đỉnh thì cũng khoảng tầm 20 mét nữa là đã lên tới đỉnh cô chú anh chị. Nhưng mà ở trên đây thì chỉ còn có những cái cây cối với bụi tre thôi. Coi tụi mình lóc sẽ đi xuống và kết thúc clip ở đây nha cô chú anh chị. Phải nói là một hành trình rất là gian nan và cực khổ. Cô chú anh chị nào mà có xem clip của Cao Tùng Vlog cũng như là anh Bước Chân Miền Tây thì nhớ ủng hộ đăng ký kênh. Phải nói là một hành trình rất là gian nan. Cuối cùng thì hai anh em cũng khám phá được cái khu sạt lở của núi Cấm ngày 30 tháng 7. Một cái chặng phải nói là đại hồng thủy từ trước đến nay mới diễn ra ở khu vực bảy núi.
Rồi, phần tập vlog kết thúc clip ở đây của chú chị. Tạm biệt và hẹn cùng quý vị vào những clip sau.